Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em về cái con xe Vespa 3V đời mới này. Thì nó có, mình sẽ nói về cái chỉnh giờ này thì nhiều anh em sẽ không để ý. Nó sẽ, thực ra thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mình thấy có những lúc có thể anh em sẽ có khách ở đấy thì anh em sẽ loay hoay thì nhìn nó sẽ không hay, thì mình muốn chia sẻ lên. Một là anh em thay ắc quy hoặc là tháo dương ắc quy nhá, thì nó sẽ hay bị sai giờ, nó sẽ quay về đồng hồ 12 giờ. Bây giờ là đang 12 giờ 20. Thì cái chính của nó là chỉnh, thì nhiều con nếu mà dòng Honda thì nó sẽ có nút chỉnh ở đây. Còn xe Vespa thì nó sẽ dùng một con đồng hồ riêng và dùng pin. Con này thì nó dùng điện ở củ đồng hồ luôn, nó đi theo củ đồng hồ lấy dương ắc quy để nó hoạt động. Và cái quan trọng là nhiều khi anh em chỉnh giờ sẽ không biết được. Thì con này nó đặc biệt là nhiều con nó dùng nút ở đồng hồ, nhưng con này thì nó sẽ dùng nút ở bên giống một cái nút của cái công tắc xi nhan. Đây, nó nằm ở bên này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ắc quy ra và mình sẽ chỉ cho anh em cái cách chỉnh của nó nhé. Thì thường thường em tháo ắc quy một cái thì nó sẽ bị mất giờ ngay. Đây, anh em tháo nhé. Giờ mình sẽ lắp lại này. Ra cái này nó quá đơn giản thôi, nhiều khi anh em mà không để ý mất thời gian, mà cái nhỏ mà không chỉnh được thì khách người ta nhìn vào thì nó sẽ không hay lắm. Ok nhé. Đấy, bây giờ nó, anh em nắp ắc quy lại, mở chìa khóa lên thì nó sẽ lên đúng 12 giờ. Và anh em bắt buộc phải để chế độ kilomet, chế độ total nhé. Chế độ total này, ví dụ anh em ấn nút ở đây về chế độ này thì anh em ấn giờ sẽ không có tác dụng gì. Bắt buộc anh em phải ấn nháy một cái nhé. Ấn nháy một cái thì nó sẽ sang total này. Và anh em ấn giữ, nếu mà anh em bây giờ là đang 20 giờ, à mình nhầm, 12 giờ 23 phút thì mình sẽ chỉnh, mình sẽ ấn giữ như này. Ấn giữ, anh em ấn giữ một lúc. Đây thì nó nháy thì anh em sẽ ấn liên tục. Đây, ấn như này. Đây, anh em cứ ấn liên tục như thế. Đây, mình sẽ cho về 12 giờ. Đây, anh em cứ ấn nhả nhé. Rồi xong, đến 12 giờ anh em lại ấn giữ một lúc. Ấn giữ tay vào. Đấy, mình thao tác hơi sai một chút. Rồi anh em ấn giữ cho mình như này. Nó nhảy sang bên số phút thì mình sẽ ấn tiếp. Mình lại ấn nháy tiếp như này. 23-24 phút này. Được rồi thì mình nhả ra và mình tắt chìa khóa đi. Mở lên là ok nhá. Chủ yếu hôm nay mình chỉ chia sẻ anh em cái vấn đề đấy, tháo ắc quy và cái chỉnh giờ nó nằm ở đâu thôi. Còn cái chỉnh này thì chắc chắn là nhiều anh em thì sẽ quá hiểu rồi. Rồi thì có về ban bệnh xe gì thì mình sẽ chia sẻ lên để anh em tham khảo nhá. Rồi, cảm ơn anh em nhé, chào anh em nhé.